Hello anh em, tôi đã trở lại với kênh này. Và lý do tại sao tôi không làm bên kênh Hayden Parker thì tại vì tôi làm biến. Chào mừng mấy em đến với hành trình của võ sĩ cục sục. Có một sự thật là cho tới bây giờ thì cái hàng này vẫn còn khá là lõi, khi nó vẫn chưa có cái gọi là sanguinea cậy cha. Nó nói chung là huyết quỷ thuật, bởi vì lấy cái đó khó vãi nồi mấy ba. Tôi sẽ cần phải sang một con Leviathan lấy tim của nó kéo về bên đây lấy, xong rồi đem cái trái tim nó vô chỗ của thằng khứa này Safi. Ủa cái áo mày đâu? Và để sang được Leviathan tôi sẽ cần sự giúp đỡ của 500 anh em. Hello. Ok, lên đường tìm Leviathan thế nào. Nhưng mà thấy mấy anh ở server 12 người mà có đúng 9 người trên thuyền vậy? Ba thằng khứa kia đâu? Không lẽ tụi nó vô server của tôi đi farm level? Bà nấu chá thằng nào bóp vậy? Trời má, mới đi được có một chút xíu đã có thằng nó rớt ra rồi. Đã không đủ người nó còn rớt nữa chứ. Ok, cuối cùng tới dùng 6 rồi. Sau khi thằng nhào tới đây thì thành viên trên thuyền tôi còn đúng 7 người. Hồi nãy mới đầu là 9 người mà ta. Bây giờ vấn đề là tôi có đủ may mắn để nó spawn Leviathan. What? The fuck are you? Nhưng mà con Leviathan của tôi, cái con Leviathan gì đấy? Không sao, nó ra là được. Bây giờ vấn đề là tôi sẽ cần phải đảm bảo cái sự sinh tồn của mình trước. Mục đích cuối cùng của tôi chỉ là trái tim thôi. Đánh vẫy chỉ là phụ thôi, mấy ông. Hey, sure. Thanh giáo biển. Rồi lắc méo chung cái bẫy luôn rồi. Cái quần què. Thật ra mà nói thì tôi cũng méo quá đủ. Quèo da. Sống xung kích. Rồi má ơi, cái chiêu của trái Phật tổ này. Yeah. Đừng nóng băng tao nữa, tao vô hại bãi nồi. Ê, tôi cởi được trên đầu con. Thì bãi ơi. À, trả lại à. Ôi da. Anh em lấn nhanh về cậu nào. Ôi da, nó lại chiếc cái chiêu mắt dài này nó rồi. Đừng có nhúng tôi xuống nước. Ê, lắc. Yes! Em đi Leviathan rồi. Thuyền đâu? Thuyền đâu anh em? Cần thuyền, cần lắm chiếc thuyền. Ê, không mấy giờ. Ok, giờ hôm nay tôi sẽ làm lại cuộc đời ở trong cái server này. Má, hôm qua này cực khổ phải rồi. Hôm nay trước khi bắt đầu tôi phải rank được một cái mới được. Để cầu may, hôm nay mạng của tôi đã ổn định trở lại rồi. Cho nên là chưa bắt đầu là thấy có điểm rồi đấy. Ok, và bây giờ sẽ lại tiếp tục giống như hôm qua. Mấy khứa kia sẽ gánh tôi cái vụ mà mua chuộc con khứa spy này và mua cái thuyền luôn. Tại vì tôi méo có cái nào cả. Nhờ cả vài anh em đấy. Anh em đúng là những người tuyệt vời. Ok, bây giờ thì cùng đi săn Leviathan chính thức trở lại. Trên thuyền lúc nào cũng sẽ có một thằng giống như thế này. Nó mà nhảy nhảy tí nữa nó rớt, tôi chắc chắn là tôi sẽ bỏ nó lại luôn. Rồi đâu rớt hết một thằng nữa rồi, cái gì vậy trời? Thôi kệ cha thằng khứa đó luôn đi. Anh có bộ không chơi em. Có trong mơ. Hôm nay có bộ méo có hình như hôm qua mấy ba. Hôm qua mới chạy ra được có xíu là gặp luôn Leviathan rồi. Hôm nay chạy tới đây vẫn chưa gặp quần què gì. Cám không? Quánh không? Có quánh không? Có quánh không? Có quánh không mấy cậu? Hai con. Bây giờ mẹ tôi phải spam tụi này mới được. Dạ mẹ ổn rồi, tôi phải nhảy lên trên mới được. Ý bắt bay cao. Ok, tôi cứ nhảy lên để hồi máu một tí là ổn. Được rồi, tôi đã phục hồi xương sống rồi ba con. What the hell? Oh no, một thằng đồng đội của tôi sắp. Oh no, nó có. Thôi được rồi, làm lại cuộc đời thôi mấy ông à. Em bị I don't know, thằng khác ra vẫn ké được em ơi. Cứ bình tĩnh, để coi hôm nay liệu rằng có may mắn giống như hôm qua hay không. Thằng khứa này bắn dây xích tùm lum dậy bà nội chào đó. Tôi có thể confirm cái đội hình này của tôi xui như chó. Nó sắp chín mát rồi. Nhưng mà nó vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là con Leviathan nó sẽ sao bao cả. 10.000 mét luôn rồi, trời đất ơi. Cái gì cá mẹ nữa hả? Ôi, thằng kia nó không cút cái thuyền vô trong cái rồi. Ê, nó bóp được. Wow, thế là nhờ khứa hút thuyền đó mà tôi... Ui, cá mẹ lại xuất hiện rồi. Lần này tôi phải đề phòng khứa dương bao tổ mới được. Sợ kiếp được không mấy ba, không có được đâu, nó quýnh gớt nè. Nói rồi, không có sợ kiếp được đâu. Được rồi, chơi đó thôi. Xong, cuối cùng tôi hạ được con cá đầu tiên. Ui, thêm một con nữa kìa. Trời ơi. Sao? Phát chiên tụng kinh. Hay lắm, phát chiên tụng kinh à. Để anh phụ mày. Nhìn cái tên của mày là tao muốn phụ mày rồi. Phát ơi, có gì quánh không lại thì anh em mình tụng kinh luôn. Thế là buổi săn của tôi kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ. Mà kết quả thì mấy ông thấy rồi đó. Let's go. Đi nào các anh em. Tôi cứ chạy ra tới ngoài biển là tôi gặp cá mẹ. Mà gặp cá mẹ thì tôi cút. Đâu không? Tôi lại trở về đất liền. Thế là tôi định tập hợp bà nó mấy khứa đó lại chụp hình một tấm làm kỷ niệm. Dạ, buổi săn hôm nay coi như cút. Mò. Ai có bò tổ. Tè le qua luôn pháo đài. Chết.
tay leo qua pháo đài mà nó cũng thăng nữa, what the hell. Trời ơi, tao kêu tay leo tao qua pháo đài, cha ơi cha. Trời ơi, tôi đợi nó xong là con boss nó xong luôn rồi, thằng khứa này. Ui, đây rồi, vô lẹ. Nãy giờ săn quá mệt mỏi rồi, tới lúc tôi phải ranh được một cây để giải sầu. Biết đâu rằng tôi may mắn một phát thì nó gọi là, thật sự gọi là giải sầu, thì sao? Cái lúc mới bắt đầu chuyến đi săn, tôi ranh đùm ra phanh con là tôi thấy nghi ngờ rồi. Nhưng mà tôi đâu có chấp nhận sự thật, tôi cố chấp mà. Thở ơi trời. Săn từ 8 giờ, bây giờ 10 giờ luôn rồi. Tới cái cục cức của con Leviathan còn không thấy. Đéo săn Leviathan. Bye anh em ngủ ngon. Hôm nay tôi sẽ đi săn trong xe bờ thường. Tôi sẽ đi ké của mấy thằng khứa này. Tôi biết mấy khứa này là mấy khứa nào. À, nó biết tôi cả. Ok, let's go. Đi thôi nào. Trước tiên sẽ cần lên mua chỗ con khứa spy một cái rồi. Ê, con cáo lỏ. Bay mà té. Trời ơi, đồng đội của tôi. Được rồi, let's go. Ít người hơn nhưng mà chất lượng hơn, tôi nghĩ vậy. Minh Triều, Sơn, Odele, Hoàng và The Dead. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Đừng. Đừng có kéo tao lại. À, hay quá, con khứa kìa cầu. Ê. Mẹ, nó con cá mất dạy, nó quýnh rớt anh em xuống rồi. Thập chỉ thấy quay. Mấy con cá này trâu quá. Mấy con khứa đồng đội của tôi như có một khứa sắp cút rồi thì phải. Rồi xong, một người đồng đội của tôi đã hy sinh. Lỡ ta lỡ rồi. Ê, tôi không muốn cút. Đừng bao tay của ta. 2000 năm sau. Đây rồi, đồng đội Whipper Gold đây rồi mấy ông ơi. Đưa khứa này lái tàu là hợp lý rồi. Tôi thấy nó đang chạm với tốc độ ánh sáng rồi mấy ông ơi. Trời ơi. Vãi nồi đồng đội. Tàu lượn siêu tốc. Mấy ông coi cái ống tính khoảng cách của tôi nó chạy kìa. Đại ca cho em xin Sharif. Ê, cái gì? Được rồi, tới lúc đánh hải đặc xã xì chết. Hả? Ở mấy khứa nó bị văng ngược về luôn à. Quá đèo. Tôi đúng là xài hắc xịn vãi nồi. Nó từ ngoài kia nó tay lên về đây cái một luôn mấy ba. Rồi bây giờ tôi muốn ăn kéo coi cái tặc tôi lấy 100 đất mệnh thôi mà khó quá vậy. Còn con này. What the hell? Tôi là thằng gia đoạn cuối luôn kìa. What the... Nhưng mà này lấy làm méo gì? Ok, tới dùng 6 rồi. Lại là dùng 6. Lần này tôi hay giống ý. Ui, đây rồi. Trời ơi, cuối cùng thì vô anh em ơi, tới anh em ơi. Mèo nào lại sợ bao con Simit ở đây nữa. Vé ghi queo, vô. Leviathan. Ngon. Bây giờ cứ nhớ vị trí của cái thuyền à. Tôi sẽ đi qua để đánh mấy cái bay. Tiếp tục ăn kéo bay thôi nào. Hôm bữa tôi đánh được 16 bay rồi. Bây giờ đánh thêm nữa, chắc được tầm thêm mười mấy bay nữa. KO xong, quá nhiều vậy. 3, 6, 4, 10, 7 à. Quánh cái đầu nó có ra 7 không? Ấy, mày. Mày, bùm. Hí, chà. Ây da, chết mẹ, bây giờ. Ê, lóc xoay. À. Rồi, không là đầu của Leviathan. Sống xung kích, đập vô cái đầu. Mày, bùm. 198 đạp, như tức. Ôi, cái thằng nào xài cái chiêu của Phật Tổ lắc quá vậy. Gung màn hình hết trơn. Ngon. Tàu đâu? À, tàu đây. Lần này tàu còn nguyên. You. So. Yeah. Nói chuyện với thằng Sammy. Tính tiền thôi nè. Hai nguyên thạch bóng tối. Rồi cái keo này là chỉ luôn nè. Bây giờ vấn đề tôi sẽ sang Seabit kiếm khi râu đen. Wow, cày Leviathan chưa đủ. Bây giờ còn phải sang thêm khi từ Seabit nữa. Nhưng mà trước đó thì random trái quậy một cái để vứt lại tinh thần của mình thôi nè. Rồi cút tinh thần luôn. Let's go đi sang Seabit thôi nào. Ý. Ui, Seabit xuất hiện rồi. What? Khi râu đen. Nè, cái khúc này nó ra luôn cái khi thì à. Hình như chỗ này hết Seabit rồi thì phải. Tôi nghĩ tôi nên đổi địa điểm công tác đi qua bên đây coi sao. Theo như tôi nhớ thì ngoài cái chỗ đó ra thì vẫn còn cái chỗ phía bên chỗ đảo đầu lâu này cũng hay ra Seabit mà. Mặc dù nghe nó hơi tâm linh nhưng mà tôi tin vào giác quan thứ 6 của tôi. Giờ rồi tôi bắt đầu nhận ra là giác quan thứ 6 của mình như cục cứt. Tôi đứng yên ở cái chỗ này, trời mặt trăng nó chìm xuống, mặt trời nó mọc lên luôn mà chưa thấy chuyện gì xảy ra. Được rồi, đi bới tô cơm mới được. Ui, đây rồi.
Ôi, sao tất cả thì cuối cùng cũng là một con thì biết rồi. Nó nói, ăn gạo biển cả, ập nghĩ hiểu quen, xị nước chân không. Rồi, đủ đam rồi, bây giờ chờ coi có được cái khi hay không. Rồi, mụ nợ cha nó lại méo. Ê, quý, hai đứa gà. Ê, ngon, hai kỳ. Bum, xong. Trời ơi, cảm giác mới đánh xong rau đen nó ra luôn con tiếp theo nó đã. Hình ra luôn cái áo tròn thì nó mới ảo nè. Nè. Ok, và bây giờ để chia vui thì tụi nó quyết định thi random với nhau. Cho vui thôi, cho tôi méo có thưởng gì cho tụi nó cả. Tao dùng code vậy á. Xem nghe admin như cứt. Để coi random ra cái gì đây. Code này chắc chắn là ra cái nịch. Ok, bây giờ trước khi đi lấy cái sangria thì mấy khứa này đủ tôi đi rét cho nên tôi đi ké một tí. Tôi có thể đi ké trong lúc đang ăn cơm. Thế là nhờ vậy mà tôi không cần làm gì cũng thức tỉnh được thêm hai chiêu của trái Phật tổ. Hiền kim chấn. Đúng. Thôi giật cái màn hình mấy ba ơi. Con quái đâu mất tiêu rồi. Còn chiêu dùng sáng hủy diệt thì tôi... Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu farm răng nanh và tính tỷ lệ coi nó rớt bao nhiêu cái răng nanh trong 100 con quái. Với điều kiện là mấy khứa này đừng có phá nữa. Ui da, má tôi đâu có lộn ở đây luôn rồi. Sau tất cả thì cuối cùng cũng xong rồi. Yeah. Huyết quỷ thuật. Wow. Nè con quái à. Nè. Mày không coi nó quên nè. Cái tốc độ quánh của nó nè. Để coi quánh một con quái là được tổng cộng bao nhiêu mastery nha.